chắc là họ có cái vấn đề gì họ nói với nhau ấy, thì thắng Francisco. Ôi gió này qua này quý anh chị ơi. Dạ thì chắc là họ có cái thách đố gì đó, thì thánh Francisco mới nói là bây giờ đây là cái ngọn lửa, tôi bảo đảm tôi đi qua và ngọn lửa này sẽ không làm hại đến tôi. Nhưng mà cái ông vua chúa gì đó, ông sợ và ông không chấp nhận cái thách đố này. Nghe chị em, bây giờ mình sẽ xuống gặp vua Francisca và mình sẽ tới khách sạn cái tầng phía dưới á. Đi thành phố cổ đi bà con. Đi thành phố cổ để coi đào tạo rất là nhiều vị thánh bà con ơi. Không ngờ ở đây thành phố cổ nhưng mà lại là cái nơi rất là linh thiêng, được rất là nhiều vị thánh được sản xuất ở nơi này, ở sinh sản ở nơi này. Đó, đây cổ thành đây. Đây cổ thành coi tối sao tối. Đây cái lớp ngói ngày xưa người ta nó coi như làm cũng hay quá chừng bao nhiêu năm tháng mà nó vẫn còn nguyên vẹn, quá trời hay đi. Đó, cái hồi xưa người ta, kiến thức của người ta là quá giỏi. À, bà con thấy ha, sự sắp xếp của thiên nhiên đó, của chưa chụp. Chưa chụp rồi. Chưa. À, sự sắp xếp của thiên nhiên đó, ông trời ông xây sắp xếp để xây lên cái ngọn núi như vậy quá trời hay này. Đó. Coi okay. Đó bà con thấy ha. Quá trời tuyệt vời, thì ông trời ông tạo ra thì cái gì cũng dễ dàng hết. À, con người là làm sao mà có thể làm được. À, từng lớp một nè, ông trời sắp xếp rồi nè. Có những cái đá này là đá màu trắng này. Đá trắng đây. Thôi đừng có leo lên, té xuống cái gãy chân là không đâu, cần thiết phải leo mãi trên đó chi, chụp xuống đây không có cần tới đâu, cần ok đâu có chụp đâu, đâu có lấy hết cái nào đó. Coi cái ngọn núi này ra mà hồi xưa ông thánh San Francisco mà đã chinh phục được nó coi như quả là vấn đề đấy ha. Thì cũng phải cảm ơn Chúa đã cho sáng cho ông Francisco lên trên này để tu hành, để ngày nay hậu thế bắt đầu có đường để mà theo chân ngài, để lên trên này coi như tu hành hay trải nghiệm cuộc sống, có những vất vả khó khăn của cuộc đời khi mà lên trên núi này, rồi nó còn bị sự cám dỗ nữa. À, coi như từ thức ăn cho đến nước uống, rồi bao nhiêu súc vật hung dữ nó tấn công nữa. Không phải dễ đâu. Đó, coi như khi mà lên trên này bắt đầu mình mới trải nghiệm được cái gian nan vất vả, coi như mà từ một người mà ở mãi dưới cái vực thẳm mà bên lên tới cái ngọn núi cao này. Mà đã người từ cái ngọn núi cao mà từ bỏ để trở về xứ mặt người bình thường, còn dưới bình thường nữa.
Nó còn đi học không? Yeah.